Vâng chào các bạn. À, buổi chiều tối ngày 26 tháng 3 năm 2021, em Trung xin phép được chúc toàn thể các anh chị các bạn xem video vui vẻ. À, ngày hôm nay thì uh, là một ngày khá là đặc biệt của Đoàn Thanh niên Việt Nam. À, xin phép được gửi những lời chúc tốt đẹp, những lời chúc sức khỏe tới các uh, các anh các chị các bạn công tác bên Đoàn Thanh niên. Chúc chúng ta luôn luôn sức khỏe dồi dào, uh, mọi vạn sự bình an và luôn luôn là uh, cánh tay đắc lực cho uh, uh, Đảng và Nhà nước. Uh, ngày hôm nay thì uh, uh, em sẽ quay cái vườn lan kiếm của gia đình và sau cơn bão đi qua thì những gì còn để lại là những gì tinh túy và những cái gì lắng động nhất thì nhà vườn em vẫn còn lưu lại được một cơ số giống lan kiếm vị hoàng như thế này và trong video này thì em xin phép được chia sẻ thôi các bạn ạ à, trong một tháng nhỉ các bạn nhỉ trong một tháng thì hầu hết là toàn bộ lan đều tăng giá đặc biệt là phi điệp cũng như là lan kiếm đột biến thì các bạn thấy rằng là cái giá được được những người đi chợ và các nhà vườn đẩy lên rất là cao Đấy. Thì kiếm phan trí vừa rồi thì em cũng có báo giá ở clip trước là Clip trước là em nói là phan trí từ 200 cho đến 600 triệu cho một thân Ờ um, Xanh Huế thì từ một uh, từ 60 triệu cho đến 120 triệu đến 150 triệu cho một thân Và bên cạnh đấy thì cái thằng uh, Lan Kiếm Vị Hoàng cũng không kém phần long trọng Là rơi vào tầm khoảng từ uh, 8 cho đến 20 triệu cho một thân Đấy tùy thân uh, nó tơ đẹp và thân mỡ màng như thế nào Thì nó người ta người chơi sẽ định giá như vậy Nhà Trong video này thì em uh, cũng xin phép được à uh, nói qua dòng lan kiếm đột biến dòng lan kiếm đột biến có tên là vị hoàng, xanh huế, phan trí, vàng tây ninh là một trong những bộ tứ lan kiếm và được mọi người săn lùng và săn đón rất là nhiều. Lan kiếm có rất là nhiều ưu điểm. Hôm nay em sẽ phân tích ưu điểm và cái lợi thế khi chúng ta trồng một cây lan lan kiếm đột biến để chúng ta làm kinh tế. Đối với cây lan kiếm chúng ta khi chúng ta lựa chọn giống thì chúng ta lựa chọn những cây to khỏe mập mạp được thân tơ thì càng đẹp đấy khi chúng ta có thân tơ thì chúng ta bỏ tách bỏ những cái lớp màng lớp màng là gì ạ lớp màng nó là một cái lớp mỏng ở bên gốc thì chúng ta tách bỏ những cái lớp kia ra và chúng ta trồng tiến hành trồng một thân tơ thì nó sẽ đẻ đôi được như như vậy các bạn này. đây là thân tơ và nó sẽ đẻ đôi được hai thân như vậy thì thưa các bạn là với những thân tơ thì thường là nó sẽ đẻ đôi và cây con của nó sẽ to hơn cây mẹ và lực rất là khỏe Đấy thì với một thân tơ ở trên hiện tại trên thị trường người ta đang bán với giá là từ 10 cho đến 15 triệu cho một thân à, hàng bình thường. Còn hàng bản lá 5 sen thì người ta sẽ bán tầm khoảng 16 cho đến 20 triệu cho một thân. Thế thưa các bạn là những cái chậu vị hoàng em đang à, quay trước màn ảnh của cô chú anh chị các bạn đây là những cái thân tơ mà nhà, nhà vườn em tách ra và trồng cấy lên như vậy. Năm ngoái cái thân này bản lá của nó chỉ có được à, em lấy ví dụ con này bản lá năm ngoái em lấy chỉ hai sen hai sen rưỡi thôi. Khi em trồng cột đến à, 8 tháng thì các bạn thấy rằng nó nó sẽ để được hai cái mầm như vậy. Và hai cái mầm này hiện tại bây giờ đã đạt 3,6 cm. Thế hệ thứ hai nhé các bạn nhé Đạt được 3,6 cm. Là với cái điều kỳ diệu của chúng ta khi chúng ta ươm như vậy nó toàn đẻ đôi. Với thân tơ toàn đẻ đôi. Và thường là những cái con nó sẽ mọc to và khỏe hơn cây bố mẹ. Đấy là ưu điểm của cây vị hoàng, nó mọc rất là khỏe và nó phát triển rất tốt, đẻ con rất là mắn. Cái nữa là cây kiếm vị hoàng là một trong những cây lan trong dòng trong dòng bộ lan kiếm dễ trồng dễ chơi và dễ chăm sóc nhất thích hợp cho tất cả các anh chị các bạn chúng ta làm kinh tế anh chị em nào mới bắt đầu tập chơi tập sưu tầm và tập trồng lan thì với cây lan rừng cây lan kiếm vị hoàng đó là cây sự lựa chọn đầu tiên và sự lựa chọn em nghĩ rằng là nó tương đối là hợp lý để cho chúng ta đầu tư khởi nghiệp bởi vì là nó thích hợp về giá cả giá cả hiện tại bây giờ nó chỉ dao động vào tầm khoảng đấy em cũng báo giá rồi bạn À, chục triệu cho đến hơn mười mấy triệu chúng ta đã sở được sở hữu những cây lan kiếm vị hoàng và chúng ta vừa thỏa mãn đam mê vừa tạo ra kinh tế cho gia đình sau một năm thì chúng ta nếu chúng ta chăm tốt một thân tơ tít đẹp đây em nói luôn cái này nói luôn cái này sau một năm sau một năm cái này là các bạn thấy rằng là cái này cái mẹ trong này đúng không đấy cái này là em trồng cho bà ngoại và vừa rồi đã có khách hàng mua của nhà bà ngoại em về gửi lại nhà vườn em một thân thì sau một năm thì nó sẽ mọc được bốn thân như vậy một thân vậy và hiện tại bây giờ ở dưới này có cây nào cũng có măng thì trong thuật ngữ người ta chơi lan người ta gọi là thân trưởng thành và măng thì với cây này thì hiện tại bây giờ đang có rất là nhiều măng mọc lên nữa hy vọng rằng một năm sau cây này sẽ được rất là nhiều mầm thì chúng ta thử, cứ thử hình dung một thân là chúng ta đầu tư với giá là 10 triệu và sau một năm chúng ta được 40 triệu chúng ta mua 10 thân như vậy thì là 100 triệu 100 triệu ừ. sau 100 triệu chúng ta nhân ra nếu bán rẻ ra chúng ta cũng được lãi gấp đôi đúng không ạ đấy là cây lan kiếm vị hoàng đặc điểm dễ chơi, dễ thuần, dễ chăm sóc, phát triển ở mọi môi trường. Vâng. Cái nữa, đặc điểm ưu việt nữa là không sâu bệnh. Vâng. Không xen cắn. Vâng. Thích hợp thích nghi mọi môi trường và đẻ rất khỏe. Đấy là cây lan kiếm vị hoàng. Và cái điểm yếu của cây kiếm vị hoàng thì em chưa nhìn thấy điểm yếu trong chúng ta khi quá trình chúng ta tách chiết, chúng ta trồng cây, lựa chọn giá thể sạch, thoáng và đủ dinh dưỡng, sạch thoáng là gì? giá thể chúng ta có thể trồng vỏ thông Ochita không? Hoặc là vỏ thông trộn với lại đá bọt. Đá một loại một trong những cái loại đá bọt mà người ta trồng, người ta bán ở vật tư Hoa Lan, hai loại cái trộn lẫn. Nếu chúng ta kỹ hơn thì ngâm nước vôi tầm khoảng một tuần hoặc hai tuần chúng ta hãy rửa sạch và chúng ta bắt đầu trồng. Đấy là cái lan kiếm. Ở dưới đáy chúng ta, dưới đáy chậu chúng ta đừng quên lót một lớp xốp nhẹ xuống dưới để nó tạo độ thoáng cho cây, cho giá thể và cho bộ rễ nó phát triển. Đấy là với cây lan Kiếm vị hoàng nói riêng Và các dòng lan kiếm nói chung Chúng ta đều trồng như vậy Dinh dưỡng chúng ta có Trong 3 tháng đầu tiên Chúng ta có thể bón phân 30-10-10 Và hỗ trợ kích rễ cho cây Để cây phát triển Kích rễ là gì? Kích rễ chúng ta có thể dùng Biot của Mỹ Chúng ta có thể dùng uh, Atonic của hàng Việt Để chúng ta có thể phun cho cây Những cái nó rất là bình dị Và rất là nhẹ nhàng thôi Chúng ta có nhiều tiền đầu tư Chúng ta có thể dùng Biot của Mỹ Chúng ta pha Theo tỷ lệ của hướng dẫn của bao bì À, chúng ta phun trong khoảng 5 ngày chúng ta phun một lần trước khi chúng ta phun chúng ta tưới đẫm nước cho cái giò lan trước và chúng ta phun chế phẩm cho cây để hỗ trợ cây phát triển bộ rễ và lá nó mướt ok à, về cách trồng và à, giá thể cũng như là dinh dưỡng cho cây thì em đã nói qua cái cuối cùng nhất là cái thẩm mỹ cho một cái giò lan đẹp à, các bạn có thể thấy ở trên video của em và rất là nhiều video anh em à, nói về cây lan kiếm những cái chậu lan trồng kiếm chúng ta thường thường chúng ta ưu tiên những cái chậu nó có bản đường kính to ấy độ đáy sâu nó sâu sâu và bán kính nó phải rộng thì cái này chúng ta hãy hình dung nó là một cái hũ dinh dưỡng cho cây trồng Đấy, cái lan kiếm nó phát triển và có bộ rễ tốt cây lan mập khỏe thì cần một cái hũ dinh dưỡng to như vậy ok một cái chậu này cũng dao động ở trên thị trường từ khoảng một triệu rưỡi cho đến 2 triệu rưỡi cho một cái chậu em đang quay trước màn hình còn lại những cái chậu bình thường như thế nó chỉ có vài chục đến phải đến trăm hơn trăm nghìn cho một cái chậu lan như vậy thôi chúng ta có thể um, tùy theo uh, tùy theo tất cả các anh chị các bạn chúng ta có thể bố trí cho những giò lan của mình để làm sao nó vừa đẹp vừa thẩm mỹ và mang lại cái giá trị kinh tế, giá trị sưu tầm cũng như cái độ thẩm mỹ cho cây. Cuối video nhỉ, các anh chị các bạn uh, chúng ta có những vấn đề gì thắc mắc hoặc là uh, vấn đề gì chúng ta cần biết, cần uh, tư vấn hoặc là cần chia sẻ chúng ta hãy comment dưới video này. Uh, xin được uh, kính chúc sức khỏe toàn thể các anh chị em. Uh, chúc chúng ta có một buổi chiều tối thật vui vẻ và thoải mái. Ạ.